Chào các bạn, hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn về đặc điểm của cây giống xoài Đài Loan. Thì giống xoài Đài Loan này có nguồn gốc xuất xứ ở miền Đông Ấn Độ nhưng được phân bố khắp cả nước ta, đặc biệt là các tỉnh miền Tây. Cái đặc điểm về hình thái thì thân gỗ mọc rất khỏe, cây thường xanh, cao to, thân cao tới 10 đến 20 mét. Hoa ra từng chùm, hoa xoài mọc trên ngọn cành, hoa xoài nhỏ có mùi thơm, quả to, cùi dày, thịt quả chắc, hạt mỏng, ăn ngọt đậm. Đặc biệt là ăn xanh cũng ngọt và sức sinh trưởng vượt trội so với các loại giống xoài khác. Cái đặc điểm về sinh lý sinh thái thì cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với nó là một cây rất dễ tính. Cây có khả năng thích ứng trong các điều kiện sinh thái khác nhau. Tuy nhiên thời gian đầu của sự phát triển thì cũng phải tạo được điều kiện thuận lợi nhất, như chẳng hạn như trồng ở vị trí tương đối cao. Bà con trồng lên trồng cái đất tơi xốp này, đảm bảo cung cấp độ ẩm này, nhưng mà thoát nước tốt để cây sinh trưởng và phát triển mạnh. Cây xoài Đài Loan thì ra quả to, mỗi quả có khối lượng trung bình từ 1 đến 1,5 kg, có cùi dày, hạt mỏng, thịt quả đanh chắc và khi ăn thì ngọt đậm. Nhất là khi xanh thì quả cũng rất ngọt, có sức tăng trưởng vượt trội so với nhiều giống xoài khác. Thì hiện nay Vườn Ươm Hải Đăng đang cung cấp cây giống xoài Đài Loan, cây giống chuẩn, sạch, không sâu bệnh. Cây giống được trồng trong bầu ươm với chiều cao từ 40 đến 50 cm. Cái hình thức đặt hàng thì quý khách liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0966446 để được báo giá. Hình thức thanh toán thì quý khách đến tham quan mua cây giống tại địa chỉ ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Ninh, Long Biên, Hà Nội, và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Quý khách ở tỉnh xa thì thanh toán qua tài khoản ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Chủ tài khoản là Nguyễn Thị Khuyên, số tài khoản là 0011003732933. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.